Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự, các vụ án, vấn đề pháp luật, trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất. Khởi tố người phụ nữ bênh chồng, liều đánh cả công an đang chống dịch. Nữ đại gia ở Hà Nội bị lừa gần 14 tỷ đồng vì tin lời đường mật. Bị hỏi thăm vì vi phạm giãn cách, người phụ nữ bất ngờ có hành động khó tin, ngỡ như phim hài. Gặp vợ chồng chở nhau ra đường lúc nửa đêm, cán bộ trực chốt nghe lý do chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Bắt giam nguyên trưởng công an xã làm thất lạc hồ sơ tội phạm. Công an đã khởi tố bà Trần Thị Tuyền do có hành vi chống người thi hành công vụ. Khi thấy chồng bị lập biên bản vi phạm quy định chống dịch, đã đánh công an. Sáng ngày 13 tháng 8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, ở ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân về tội chống người thi hành công vụ. Như chúng tôi đã thông tin, khoảng hơn 16 giờ ngày 3 tháng 8, tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4, huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh lộ 951. Khi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, ngụ tổ 8, ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc chạy xe máy hướng Hòa Lạc Phú Hiệp nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tại đây, ông Cường trình bày do ở nhà buồn nên đến cửa hàng của thằng em chơi. Vì vậy, tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết. Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản thì vợ của ông Cường là bà Tuyền đến, dùng lời lẽ thô tục và chửi bới. Mặc dù được mọi người giải thích nhưng bà Tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục. Lúc này, tổ công tác tiến hành mời bà Tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà Tuyền xông đến đánh một công an viên, buộc lòng lực lượng tuần tra phải khống chế, đưa về trụ sở để lập biên bản làm rõ vụ việc chống người thi hành công vụ. Tin vào lời đường mật của kẻ lừa đảo về khoản lãi được nhận, nữ đại gia ở Hà Nội bị lừa gần 14 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Phương Hoa, sinh năm 1986 ở Long Biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoa không nghề nghiệp, thường chơi game bài trên trang mạng tip.club, đại gia game bài. Để có tiền chơi game bài, bị can này nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nữ đại gia tên là Nguyễn Thị Hồng Tê, sinh năm 1961 ở Cầu Giấy. Đầu năm 2017, khi quen bà Tê, Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên đổi tiền ngoại tệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Thu, công ty Dũng Thu, có địa chỉ ở phố Hàn Bạc. Khoảng tháng 2 năm 2017, Hoa mục giúp bà Tê số tiền 5 triệu yên Nhật nên đã tạo được lòng tin của nữ đại gia. Để dụ bà Tê sập bẫy, Hoa đã rủ nữ đại gia góp tiền vào công ty Dũng Thu để kinh doanh. Theo lời bị can, công ty Dũng Thu huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ sẽ được trả lãi 45 triệu đồng một tháng. Vẫn theo lời Hoa, công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao, từ 3 đến 5 ngày trả lãi. Ngoài ra, người góp vốn còn được công ty cho mua ưu đãi 10 triệu yên Nhật với tỷ giá thấp. Tin lời Hoa, bà Tê đã rủ em gái là Nguyễn Thị Thờ, sinh năm 1975 ở Cầu Giấy, cùng tham gia góp vốn và bà Tê là người trực tiếp đứng ra giao dịch với Hoa. Cáo buộc cho rằng, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2017, bà Tê đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp cho Hoa hơn 14 tỷ đồng để góp vốn. Hoa đã trả bà Tê hơn 1,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng. Do không có tiền trả lại cho bà Tê, Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn. Ngày 6 tháng 9 năm 2017, bị can đến Công an Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội. Hành động bất ngờ của người phụ nữ khi gặp lực lượng chức năng khiến ai cũng xem ngán ngẩm. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại màn chống đối lực lượng chức năng như diễn hài của một người phụ nữ tại chốt kiểm dịch. Sau khi chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm bình luận. Trong clip, người phụ nữ đi xe máy mặc áo chống nắng kín mít, tay mang găng tay y tế không rõ vi phạm điều gì, nhưng bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại mới vào làm việc. Thấy thế, sau khi xuống xe, người phụ nữ này hú lên rồi đột ngột tự ngã xuống, nằm sõng thoải ra đất. Điều đáng nói, dù đang nằm giữa đường như ngất lịm, nhưng trên tay người này vẫn nắm rất chắc tiền và giấy tờ. Một chiến sĩ công an lại gần, lay lay tay người phụ nữ, giọng ngán ngẩm. Chị nằm đi. Làm vậy đi chị ơi, chị đừng có làm vậy. Có làm vậy. Giờ chị đập phá chỗ này là cũng như vậy nè, chị nằm đây làm gì. Bình dạy cho mấy em đi. Mặc dù hiện tại, chưa rõ câu chuyện sẽ đi về đâu, hành vi vi phạm của người phụ nữ này là gì và sẽ bị xử phạt như thế nào. Nhưng màn hài kịch này sẽ khiến ai xem cũng ngán ngẩm và lên án kịch liệt. Sao chị ấy có thể nghĩ ra được trò này nhỉ? Ngất xỉu mà dễ thế sao? Rồi sẽ đỡ chị dậy cấp cứu à? Lực lượng kiểm soát dịch đã bận lắm rồi, gặp những trường hợp ăn vạ thế này ngao ngán luôn. Tài khoản Hạnh Trần bình luận.
chốt chặn được mở ra để cặp vợ chồng nhanh chóng di chuyển về nhà. Lúc này, người vợ ngồi phía sau xe máy liên tục cúi đầu cảm ơn các cán bộ công an đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình. Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại đoạn hội thoại ngắn giữa một cán bộ công an và một cặp vợ chồng tại chốt trực. Theo đó, giữa đêm, người đàn ông chở vợ ở phía sau xe máy. Khi gặp cán bộ công an, người đàn ông run run xin được qua chốt để về nhà chịu tang mẹ mất. Cán bộ công an ân cần hỏi thăm, mẹ chú mất hả? Lúc này, người đàn ông ấy đưa chiếc điện thoại có đoạn ghi âm người nhà gửi cho ông. Một người đàn ông khác vừa khóc nức lên vừa nói, mẹ mất rồi, tay chân lại ngắt rồi, khiến những ai có mặt chứng kiến cũng lặng người đi. Ngay lập tức, chốt chặn được mở ra để cặp vợ chồng nhanh chóng di chuyển về nhà. Lúc này, người vợ ngồi phía sau xe máy liên tục cúi đầu cảm ơn các cán bộ công an đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương xót cho cặp vợ chồng đã lớn tuổi ấy. Giữa tình hình hiện nay đã có rất nhiều thứ phải bận tâm, nay còn phải nhận tin người nhà ra đi thì thật đau xót biết bao. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi mẹ cha. Dịch bệnh còn căng thẳng, cả việc mai táng cho tươm tất cũng khó lòng mà thực hiện, đau xót lắm. Nghe xong thấy nghẹn nghẹn cổ họng, chú công an cũng vậy, thấy giọng chú trầm xuống là biết chú cũng đau lòng lắm. Mong vợ chồng cô chú cố gắng vượt qua nỗi đau này. Không truyền tin nguồn báo tội phạm làm thất lạc các tài liệu xác minh ban đầu nhằm che đậy sai phạm của bản thân. Nguyên trưởng công an xã đã xả làm tài liệu của cơ quan tổ chức, sau đó còn cầm cố thẻ đảng để vay tiền. Sáng nay ngày 13 tháng 8, thông tin từ xã Eata, huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa bắt tạm giam một đối tượng từng công tác tại xã này về hành vi giả mạo trong công tác. Người bị bắt giam là ông Trương Thành Thắng, sinh năm 1988, nguyên trưởng công an xã Eata. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khi còn giữ chức trưởng công an xã Eata, ông Thắng có tiếp nhận đơn tố giác tội phạm nhưng không chuyển hồ sơ đến công an huyện Cư Mờ Ga theo quy định mà tự ý giữ lại để xác minh, dẫn đến hồ sơ vụ việc bị thất lạc. Sau đó, ông Thắng đã cố tình làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm che giấu việc không chuyển nguồn tin tội phạm theo quy định. Được biết, vào năm 2019, ông Thắng đã bị cách chức để xảy ra sai phạm, làm giả hồ sơ, tài liệu cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, ông Thắng vẫn được phân công làm công chức văn hóa xã để có cơ hội khắc phục vi phạm vì gia đình có công với cách mạng. Được bố trí làm việc lại, ông Thắng không những không phấn đấu, khắc phục sai phạm để có cơ hội sửa sai. Tháng 3 năm 2021, ông Thắng đã cầm cố thẻ đảng viên để vay mượn tiền của người dân trên địa bàn. Những sai phạm của ông Thắng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chính quyền địa phương. Tháng 5 năm 2021, ông Thắng bị khai trừ đảng và bị cho nghỉ việc. Ngày 12 tháng 8, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Thắng về hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu. Khởi tố đối tượng làm giả 66 lệnh vận chuyển. Ngày 12 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1984, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và là chủ cơ sở in Thành Luân về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Khu phố nhận gần 18 tấn lương thực, thanh niên lên mạng kêu 22 ngày không có hạt gạo. Khởi tố bệnh nhân COVID-19 trốn khỏi nơi điều trị, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Khởi tố người phụ nữ càn quấy tại chốt phòng chống dịch COVID-19. Xử phạt 8 người ăn nhậu, đánh nhau trong khu cách ly. Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hai đối tượng trả giá đắt. Tàng trữ ma túy trên xe cấp cứu để đi giao hàng cho người thân. Trong khi khu phố được phát gần 18 tấn lương thực, nam thanh niên lên mạng than chẳng có hạt gạo nào. Thừa nhận đưa tin sai sự thật, người này đã gỡ bài viết trên mạng xã hội và bị cơ quan chức năng xử lý. Ngày 13 tháng 8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho hay, các đơn vị liên quan đã mời NCK, sinh năm 1992, đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Dĩ An làm việc liên quan đến việc K chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Trước đó, công an xác định K là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook Khả Nguyễn đã đăng tải thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể, K dùng tài khoản Facebook cá nhân của mình để đăng tải nội dung bịa đặt rằng ở đây cách ly xã hội hôm nay là 22 ngày mà một hột gạo của các ông còn không thấy, nào là lên báo đài nói là hỗ trợ này kia. Ngoài ra, K còn đăng một bài lên trang mạng xã hội với lời lẽ thô tục xúc phạm, bôi nhọ về lực lượng làm nhiệm vụ và chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương. Đại diện khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An cho biết, ngày 15 tháng 7, ngành chức năng phong tỏa hẻm 398 để thực hiện phòng chống COVID-19.
Trong thời gian phong tỏa, cách ly đến nay, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố và các nhà hảo tâm đã tặng nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho người dân trong khu cách ly nêu trên, gồm 100 con gà, 2,5 tấn gạo cùng 15 tấn rau củ quả các loại. Theo đại diện khu phố, người dân trong khu vực phong tỏa đều được phát lương thực thực phẩm, chỉ cần người dân nào báo tin thiếu lương thực là sau 10 phút sẽ có người mang đến. Làm việc với cơ quan chức năng, Ca thừa nhận thông tin chia sẻ không đúng sự thực, chủ động gỡ bỏ thông tin trên trang Facebook cá nhân và viết cam kết không tái phạm. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Ca theo quy định pháp luật. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hơn 1.000 điểm do liên quan đến bệnh nhân COVID-19 và bảo vệ vùng xanh an toàn. Đang điều trị COVID-19, Lưu Văn Sơn, Vĩnh Phúc đã bỏ trốn khỏi bệnh viện dã chiến, gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng là chi phí cho các hoạt động điều tra, truy tìm, truy vết phòng chống dịch. Ngày 13 tháng 8, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Sơn, sinh năm 1978, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, theo điều 295 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, tối ngày 31 tháng 7, trong khi đang điều trị nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh, Lưu Văn Sơn đã lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng bỏ trốn khỏi khu điều trị. Ngay trong đêm, Công an tỉnh đã khẩn trương truy tìm, đến 22 giờ cùng ngày đã tìm thấy được đối tượng về lại bệnh viện điều trị. Ngoài nguy cơ lây lan COVID-19 ra cộng đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên xác định hành vi của Lưu Văn Sơn gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng là các chi phí cho các hoạt động điều tra, truy tìm, truy vết phòng chống dịch. Tương tự, Hà Văn Minh, sinh năm 1993 ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và Lê Hữu Khoa, sinh năm 1993 ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, là công nhân xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Minh và Khoa thuộc đối tượng F1 có quyết định cách ly tập trung nhưng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Sau đó, hai đối tượng nêu trên đã bị bắt lại. Công an thành phố Vĩnh Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp trên theo quy định. Tự cấp giấy đi đường cho nhân viên không đúng quy định, còn dùng lời lẽ, hành động chống đối người thi hành công vụ. Một phụ nữ, một chủ hộ kinh doanh ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bị khởi tố. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Yến, 37 tuổi, đang mang thai, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, sáng mùng 9 tháng 8, Nguyễn Việt Anh, nhân viên làm công cho hộ kinh doanh Phi Yến, Nguyễn Thị Yến làm chủ, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá. Đến chốt kiểm soát dịch, Việt Anh chỉ đưa ra giấy xác nhận đi lại do hộ kinh doanh Phi Yến cấp không đúng quy định, nên chốt kiểm dịch yêu cầu người này quay lại. Việt Anh không chấp hành, điện thoại cho Yến. Lúc sau, Yến cùng chồng là Phạm Công Nguyên lái xe ô tô đến chốt. Mặc dù Yến và mọi người được lực lượng phòng chống dịch COVID-19 giải thích cặn kẽ, giấy do Yến cấp cho nhân viên là không hợp lệ, nhưng Yến và chồng không chấp hành. Yến đã lệnh cho nhân viên của mình là Việt Anh chạy xe qua chốt, đồng thời có hành động ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ, dùng lời lẽ xúc phạm, thách thức. Khi người có trách nhiệm yêu cầu Yến cùng chồng về trụ sở làm việc, Yến đã xông tới nắm cổ áo, dùng tay đánh, cào cấu vào mặt một cán bộ công an, làm người này bị thương tích. Nhóm người tụ tập ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Công an đã ra quyết định xử phạt nhóm này gần 16 triệu đồng. Sáng ngày 13 tháng 8, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt gần 16 triệu đồng đối với 8 người tụ tập ăn nhậu rồi đánh nhau trong khu cách ly. Tối ngày 6 tháng 8, NAT, 27 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thiện, đang ở phòng A306, khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở dân tộc nội trú, huyện Phú Thiện, đặt mua thức ăn từ bên ngoài và 1 lít rượu. 7 người ở cùng phòng này nhậu thì một nhóm người gọi thêm NHV, 17 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thiện, đang cách ly tại phòng B202 đến tham gia. Thấy vậy, NQH đang cách ly tại phòng B202, sợ lây lan dịch bệnh nên gọi điện cho NHV thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm đang nhậu. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đến ngăn chặn và báo cho Công an huyện Phú Thiện đến giải quyết. Qua điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi uống rượu, đánh nhau trong khu cách ly và không chấp hành quy định về phòng chống dịch theo quy định. Ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các bị can gồm Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Tuấn Nam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, đầu tháng 3 năm 2021, bị can Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1986, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thuê xe ô tô tự lái đến chở khách kiếm tiền.
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, bạn của Hòa là Hoàng Tuấn Nam, sinh năm 1969, trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, gọi điện thuê Hòa bố trí xe đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực cầu Bắc Phe, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu trở đến phường Mông Sương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Rạng sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021, Hòa đến khu vực cầu Bắc Phe đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, mục đích đưa sâu vào nội địa. Khi Hòa chở 4 người này từ huyện Bình Liêu đến gần ngã ba Yên Than, phát hiện thấy xe cảnh sát giao thông tuần tra. Do lo sợ, Hòa tăng tốc, bỏ chạy, sau đó mất lái đâm vào giải phân cách tại xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả. Hòa để lại 4 người Trung Quốc trên xe rồi liên hệ với Nam bố trí đưa Hòa lên Hà Nội lần trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 tháng 6 năm 2021, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hòa khi đang lẩn trốn ở phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Sau khi biết Hòa bị bắt, Hoàng Tuấn Nam đã đến cơ quan an ninh điều tra đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 7 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố hai bị can nêu trên về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, quy định tại khoản 1, điều 348 Bộ Luật Hình sự. Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Việt vì tàng trữ trái phép chất ma túy trên xe cấp cứu, ra đường không có lý do chính đáng và bật đèn chớp ưu tiên nhưng không có bệnh nhân. Trước đó, khi đội tuần tra kiểm soát lưu động, Công an tỉnh Bình Phước đang kiểm tra việc chấp hành thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, thì phát hiện xe ô tô cấp cứu từ thiện mang biển kiểm soát 72C0426 đang lưu thông, bật đèn ưu tiên nhưng không có bệnh nhân do tài xế Nguyễn Quốc Việt điều khiển. Qua quá trình kiểm tra, Việt đã bị bắt giữ khi cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 3 tép ma túy, đồng thời tài xế không đưa ra lý do chính đáng khi ra đường. Làm việc tại cơ quan công an, Việt khai nhận lấy xe cấp cứu đi giao hàng cho người thân. Số ma túy trên Việt mua trước đó để sử dụng cá nhân. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Cảnh giác thông tin xuyên tạc của đối tượng phản động trên mạng xã hội. Cảnh giác thông tin xuyên tạc của đối tượng phản động trên mạng xã hội. Mới đây, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo cảnh giác đối với Trương Quốc Huy, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Theo đó, Trương Quốc Huy, sinh năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh, có cha là người nghiện rượu và bị bạn nhậu đâm chết trong một bữa nhậu. Trương Quốc Huy học hết lớp 7, từng đi bộ đội nhưng bị trả về do nghiện ma túy. Để có tiền ăn chơi, Trương Quốc Huy liên kết với Ly Gia Phạm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân giải truyền đơn chống phá nhà nước. Trương Quốc Huy đã hai lần bị bắt. Lần thứ hai vào năm 2005 bị kết án 6 năm tù. Ra tù năm 2011 thì trốn qua Thái Lan, sau đó qua Mỹ tị nạn. Sang Mỹ dưới sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân, Trương Quốc Huy lập kênh N10TV trên YouTube và Facebook để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong người dân Việt Nam với chính quyền, kích động bạo lực, gây bất ổn trong nước. Trên kênh này, Trương Quốc Huy tỏ ra là người hiểu biết về tình hình trong nước. Tuy nhiên, Trương Quốc Huy chỉ lợi dụng các vấn đề mà báo chí đã đăng tải, suy diễn các vấn đề theo chiều hướng xuyên tạc, gây hiểu lầm cho người dân, dẫn dắt người dân theo chiều hướng tiêu cực nhằm chống phá sự ổn định của nhà nước. Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, kênh N10TV càng ra sức xuyên tạc. Trương Quốc Huy đã lớn tiếng chỉ trích chính phủ, tỏ vẻ bề trên chỉ đạo dạy cho chính phủ chống dịch, trong khi công tác chống dịch của chính phủ được thế giới công nhận là hiệu quả. Công an thị xã Bình Long thông tin đến quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc của đối tượng Trương Quốc Huy. Hà Nội suýt mất mạng vì cho nữ nhân viên quán karaoke vay tiền. Cẩn thận mất tiền thông tin cá nhân với ứng dụng FacePlay đang gây sốt. Phát hiện hàng nghìn máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy không có hóa đơn chứng tử. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Quang Đạt, sinh năm 1986, và Phan Minh Việt, sinh năm 1989, cùng chú tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, về tội giết người. Theo cáo trạng, Trần Quang Đạt từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hai lần xử phạt tổng cộng 11 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản ở hai vụ án khác nhau. Phan Minh Việt cũng từng hai lần bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội tuyên phạt 14 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Nội dung cáo trạng cho thấy, tháng 3 năm 2019, chị Mai, tên người này đã được thay đổi, sinh năm 1999 ở Thanh Oai, Hà Nội, nhân viên làm tại quán karaoke trên địa bàn huyện Thanh Trì, vay của anh Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1995 ở Thường Tín, Hà Nội 10 triệu đồng.
Sau đó chị Mai đã trả được 6 triệu đồng, còn nợ anh Sơn 4 triệu đồng. Vào tối 25 tháng 7 năm 2019, anh Sơn đến phòng trọ của chị Mai ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì để đòi tiền nhưng không gặp. Biết Nguyễn Hữu Quyết, sinh năm 1992, ở Thanh Trì, Hà Nội, là người quản lý của chị Mai, nên anh Sơn đã gọi điện thoại nói chuyện với thanh niên này. Hai bên to tiếng và hẹn gặp nhau tại ngã ba Ngọc Hồi. Khoảng 22 giờ 20 phút tối cùng ngày, Quyết cùng Nguyễn Minh Huy, sinh năm 1999, và Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1991, bàn bạc, cầm theo kiếm, súng tự chế, đi đến khu vực cầu Ngọc Hồi để đánh nhau với anh Sơn. Khi đến quán ăn ở ngã ba Ngọc Hồi, nhóm của Quyết gặp anh Trần Quang Đạt và Phan Minh Việt. Ngay sau đó khi thấy anh Nguyễn Đình Cường, sinh năm 2000 ở huyện Thường Tín, Hà Nội, điều khiển xe máy chở anh Sơn tại khu vực cầu Ngọc Hồi, Quyết đã dùng xe máy chở Đạt đuổi theo để chặn đánh. Tuấn chạy bộ, khi thấy xe của anh Sơn quay lại thì dùng khẩu súng tự chế bắn trúng Sơn và Cường, làm cả hai ngã khỏi xe máy. Cả nhóm lao vào đánh anh Cường và Sơn. Hậu quả là anh Nguyễn Đình Cường bị 70 vết thủng ra tại vùng ngực, vai phải, cánh tay phải và tử vong vào 23 giờ 10 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019. Anh Nguyễn Hoàng Sơn bị thương tích ở phổi, cổ, gáy và ngực với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 42%. Sau khi gây án, nhóm của Quyết đã bỏ trốn. Ngày 4 tháng 10 năm 2020, Trần Quang Đạt đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Phan Minh Việt bị cơ quan công an bắt giữ theo quyết định truy nã. Đối với Nguyễn Hoàng Sơn, cơ quan điều tra tách vụ án ra để xem xét xử lý thanh niên này về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với những người có liên quan, khi bắt được sẽ xử lý. FacePlay là ứng dụng di động đang gây sốt cộng đồng tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Nhưng nếu không cẩn thận, người dùng có thể bị mất tiền và thông tin cá nhân khi sử dụng ứng dụng này. FacePlay là ứng dụng cho phép ghép gương mặt của người dùng vào những đoạn video sẵn do kho ứng dụng cung cấp. FacePlay cung cấp một kho video đa dạng từ những video cổ trang Trung Quốc đến những đoạn video nổi tiếng trên mạng xã hội. Khả năng xử lý và ghép gương mặt của người dùng của FacePlay rất ấn tượng và khá khớp. Điều này giúp cho FacePlay nhanh chóng gây sốt và được cư dân mạng yêu thích, đặc biệt là tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu sử dụng FacePlay, người dùng có thể phải đối mặt với nguy cơ mất tiền và mất cả thông tin cá nhân. FacePlay là sản phẩm của hãng phần mềm Big Head Bros có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ứng dụng này ban đầu có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS, nhưng không hiểu lý do gì, hiện tại phiên bản FacePlay trên nền tảng CH Play dành cho Android đã bị xóa bỏ, chỉ còn phiên bản dành cho iOS. FacePlay chỉ cho phép người dùng sử dụng ứng dụng thử trong 3 ngày, nhưng phiên bản miễn phí của ứng dụng sẽ thường xuyên xuất hiện quảng cáo, dán nhãn bản quyền lên những video sau khi xử lý, đặc biệt là quá trình xử lý video diễn ra rất chậm. Để không bị làm phiền bởi quảng cáo và tốc độ xử lý video, người dùng có thể trả tiền để đăng ký bản quyền của ứng dụng. Tuy nhiên, FacePlay sẽ không cho phép người dùng mua đứt ứng dụng trong một lần, mà chỉ có thể đăng ký dùng ứng dụng với một thời hạn nhất định. Hiện FacePlay có mức giá là 139.000 đồng một tuần sử dụng hoặc 1,059 triệu đồng cho một năm sử dụng. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi hiển thị mức giá phiên bản chuyên nghiệp của ứng dụng, FacePlay lại rút ngắn đi 2 số 0 trong mức giá tiền, làm cho nhiều người lầm tưởng rằng ứng dụng chỉ có giá là 1.390 đồng một tuần hoặc 10.590 đồng một năm. Mức giá chỉ bằng 1% so với mức giá thực tế mà họ phải trả, khiến nhiều người sẵn sàng chi tiền để mua ứng dụng, mà không hay biết rằng họ sẽ phải trả số tiền cao hơn gấp 100 lần mức giá đã hiển thị. Đặc biệt, sau khi hết hạn ngày sử dụng, nếu người dùng không gỡ bỏ khỏi thiết bị, FacePlay sẽ tự động đăng ký mua phiên bản chuyên nghiệp của ứng dụng với hạn sử dụng một tuần mà không cần hỏi ý kiến của người dùng. Do vậy, nếu người dùng không chú ý, người dùng sẽ bị mất tiền oan bởi tính năng này. Chưa dừng lại ở đó, ứng dụng còn có tính năng tự động gia hạn đăng ký phiên bản chuyên nghiệp ứng dụng. Chẳng hạn, nếu người dùng đăng ký sử dụng phiên bản Pro của ứng dụng trong vòng một tuần, thì sau khi hết hạn, ứng dụng sẽ tự động gia hạn thêm một tuần nữa mà không cần phải hỏi ý kiến người dùng. Điều này sẽ khiến FacePlay trừ tiền trong thẻ tín dụng của người dùng, ngay cả khi họ không có ý định tiếp tục dùng ứng dụng này. Do vậy, để tránh mất tiền oan, người dùng cần gỡ bỏ ứng dụng trước khi thời hạn sử dụng kết thúc và phải hủy bỏ đăng ký phiên bản Pro nếu không có ý định tiếp tục dùng ứng dụng này. Ngoài vấn đề mất phí, một vấn đề khiến nhiều người lo ngại khác đó là FacePlay sẽ thu nhập khá nhiều thông tin trên smartphone của người dùng. Đầu tiên, do đây là ứng dụng xử lý video dựa vào gương mặt của người dùng, nên FacePlay sẽ thu nhập hình ảnh về gương mặt, từ đó giúp ứng dụng có thể nhận diện và xử lý gương mặt trên video được hiệu quả và chính xác hơn. Đặc biệt, phiên bản FacePlay trên iOS sẽ yêu cầu khá nhiều quyền hạn dường như không cần thiết đối với một ứng dụng xử lý video, bao gồm việc xác định vị trí của người dùng, thông tin liên lạc, email, số điện thoại, lịch sử giao dịch.
Việc Fairplay thu thập thông tin nhạy cảm này có thể khiến người dùng phải đối mặt với nguy cơ mất thông tin cá nhân khi dùng ứng dụng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Fairplay vẫn được chấp nhận xuất hiện trên kho ứng dụng App Store của Apple, mà vẫn chưa có cảnh báo thực sự nào về việc ứng dụng thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Do vậy, bạn vẫn có thể dùng Fairplay để tạo ra những đoạn video hài hước, nhưng chấp nhận các rủi ro gặp phải khi dùng ứng dụng. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Công an phường An Lạc, quận Bình Tân phát hiện hàng nghìn dụng cụ đo nồng độ oxy máu, máy tạo oxy, súng phun khử khuẩn dùng điện trên một xe container. Qua quá trình theo dõi, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường An Lạc và đội quản lý thị trường 16 đã chặn kiểm tra xe container mang biển kiểm soát 51D04447 kéo theo rơ móc trên quốc lộ 1A phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện hàng nghìn dụng cụ máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy, chai đựng oxy, súng phun khử khuẩn dùng điện, thực phẩm thịt lợn bao gói sẵn, phụ tùng xe gắn máy, quần áo do Trung Quốc sản xuất. Theo quản lý thị trường, chủ lô hàng là bà Bảo Nguyễn Thị Thủy. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ, ước tính tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tạm giữ 2.800 hộp thuốc tân dược nhập lậu trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ. Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Bảo Ngọc, chủ lô hàng trên khai mua 5.400 vỉ thuốc mang nhãn hiệu Luanhua Qingwen Jiangnao, Liên Hoa Thanh Ôn của Trung Quốc, có công dụng giảm sốt, ho, cảm cúm. Mỗi vỉ tân dược trên có giá trên thị trường là 100.000 đồng đến 150.000 đồng. Ngọc khai số thuốc này được chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng đường bộ từ các tỉnh phía Bắc, sau đó được vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Sự thật clip gây xôn xao mạng xã hội ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Xử phạt người đàn ông cởi bỏ khẩu trang, cầm khúc gỗ lăng mạ đe dọa chốt kiểm dịch. Ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện lấy 4 triệu đồng, hai thanh niên bị bắt. Tạm giữ nhiều đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, công an đội mưa, vác gạo, rau củ quả, tiếp tế người dân khu trọ phong tỏa. Cơ quan chức năng đã lên tiếng về đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội Facebook cho rằng tổ công tác đang rượt đuổi một người đàn ông trốn khỏi nơi cách ly trên đường tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào khuya qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng gồm công an, y tế, có người mặc bộ đồ bảo hộ đang đuổi theo một người đàn ông. Chạy được một đoạn thì người đàn ông đi bộ sát vỉa hè. Người đàn ông ngồi ở vỉa hè ít phút thì tiếp tục đi bộ về trước nhà. Một số người dân hiếu kỳ đến xem thì được cơ quan chức năng yêu cầu vào nhà hoặc đứng xa. Sau đó, người nhà đã đến hỗ trợ và động viên người đàn ông. Người này được cơ quan chức năng đưa vào uống thuốc. Ủy ban Nhân dân quận 3 cho hay vụ việc xảy ra tại giao lộ Cách mạng tháng 8 Võ Văn Tần, phường Võ Thị 6, quận 3. Người đàn ông xuất hiện trong clip là ông Tống Văn Nờ, sinh năm 1965, cư ngụ tại hẻm 156 đường Võ Văn Tần. Theo đó, chiều cùng ngày, ông Nờ và một số người được yêu cầu đến điểm lấy mẫu tầm soát. Qua test nhanh, ông Nờ và các thành viên trong gia đình được xác định dương tính. Những người trong gia đình ông Nờ được ngành y tế đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của phường. Riêng ông Nờ yêu cầu được tự đưa về nhà cách ly. Khi đang đi trên đường cùng với lực lượng chức năng về nhà, thì ông Nờ tinh thần quá căng thẳng, đi rất nhanh nên lực lượng chức năng đã phải đi theo nhanh. Vì vậy cảnh tượng diễn ra như một vụ truy đuổi. Lực lượng chức năng sau đó đã động viên và hướng dẫn cho ông Nờ cách ly tại nhà theo quy định. Khu vực nhà ông Nờ cũng bị phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chiều qua, Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một cho biết, lực lượng chức năng phường đã hoàn tất hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ra quyết định xử phạt 9,5 triệu đồng đối với ông NCT, 37 tuổi, quê Bình Định, về các hành vi vi phạm pháp luật khi lực lượng chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, gọi tắt là chốt kiểm dịch phường Phú Lợi, kiểm tra, phát hiện. Theo Công an, tại chốt kiểm dịch trên đường Phú Lợi, đoạn giáp danh với đường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, lực lượng chức năng đã yêu cầu ô tô loại 7 chỗ, biển số 61A92553 lưu thông về hướng thành phố Thủ Dầu Một, dừng xe để kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, ông T vừa lái xe, vừa nói xúc phạm nặng lực lượng trực chốt rồi rời đi. Không có bản tính ai, ra đây là sự tử động bộ em à, bất cả một thằng. Nghe vậy, lực lượng chức năng đã báo cáo ban chỉ huy và tiến hành đuổi theo để yêu cầu ông T dừng xe tiến hành làm rõ sự việc trên. Khi ông T chạy đến chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Phú Lợi thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một,
thì lực lượng chức năng chặn lại. Nhưng ông Tê đã không chấp hành hiệu lệnh mà rời khỏi xe để ra kéo hàng rào chốt kiểm dịch, gây kích động. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã vận động ông Tê nhưng bị chửi lăng mạ. Tôi chỉ nói là... không liên quan, ông đứng lên rồi. Tao bảo bạn gia đình ông nhà đang bảo là ông bị bắt hay... Lực lượng chức năng đã khống chế ông Tê, đưa về trụ sở công an phường Phú Lợi để làm việc. Tại đây, ông Tê thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản với ông Tê với 3 lỗi, gồm có lời nói hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm của người thi hành công vụ, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống đối người thi hành công vụ, không thực hiện biện pháp tự bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan công an đã xác định Lực và Thành là hai đối tượng trong nhóm ném bom xăng vào nhà cán bộ công an. Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Cảnh sát Điều tra huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bắt tạm giam thêm Lưu Đình Lực, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Đức Thọ, và Phan Đăng Thành, sinh năm 2000, trú xã Thanh Bình Thịnh, cùng huyện Đức Thọ về tội đe dọa giết người. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, Công an huyện Hương Sơn nhận được tin báo về việc tại thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn xảy ra vụ ném bom xăng vào nhà người dân. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác minh được 3 đối tượng gồm Lê Văn Hoàn, sinh năm 1989, trú thị trấn Đức Thọ, Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành đã thực hiện vụ ném bom xăng nói trên. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, do mâu thuẫn trong việc đơn thư của mình không được giải quyết như ý muốn, nên Lê Văn Hoàn đã có thủ tức với anh NVC, cán bộ công an huyện Đức Thọ. Hoàn đã nhiều lần gọi điện và có lời nói đe dọa sẽ xử lý theo luật rừng, chém hoặc cảnh cáo anh NVC hãy giữ mạng của mình. Để thực hiện mục đích của mình, Hoàn đã nhiều lần theo dõi để chặn đánh anh C nhưng không được. Sau đó, Hoàn đã thuê Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành với giá 4 triệu đồng để chặn đánh anh C. Do không thực hiện được việc chặn đánh anh C, nên Hoàn chỉ đạo Lực và Thành chuyển sang phương án ném bom xăng vào nhà anh C ở thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn nhằm đe dọa dàn mặt anh C. Hoàn, Lực và Thành đã nhiều lần bàn bạc trực tiếp đi đến nhà anh C để theo dõi. Đồng thời, Lực cùng Thành mua chế tạo bom xăng để ném vào nhà anh C. Sau khi chuẩn bị các phương án, đến rạng sáng ngày 3 tháng 7, Lực điều khiển xe mô tô chở Thành mang theo 3 chai bom xăng đã chuẩn bị từ trước đi đến nhà anh C. Tiếp đó, Lực ngồi trên xe nổ máy chở sẵn, còn Thành dùng bật lửa châm ném bao quả bom xăng vào nhà anh C, tạo thành 3 điểm cháy ở lối xuống tầng hầm phía sân nhà, phía trên mái tre và phía sau vườn rau sát cạnh nhà. Sau khi thực hiện xong việc ném bom xăng, thì Lực gọi điện thoại thông báo cho Hoàn biết việc ném bom xăng đã xong. Hoàn hẹn gặp Lực để nhận số tiền còn lại mà Hoàn đã thuê. Số tiền mà Lực đã nhận từ Hoàn thuê để ném bom xăng thì Lực và Thành đã cùng nhau tiêu xài hết. Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàn về tội đe dọa giết người. Đây là đối tượng từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cướp giật tài sản. Về phần Lưu Đình Lực, đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất cấm. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Anh Quân, sinh năm 1987, ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, và Đặng Bình Minh, sinh năm 1989, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào lúc 17h45 phút ngày 10 tháng 8, Quân ngồi cùng một chiếc xe mô tô chở 3 người, 2 thanh niên và 1 thiếu niên khoảng 12 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đi đến chốt kiểm soát trước số nhà 221 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, ra tín hiệu dừng xe. Nhưng người điều khiển không chấp hành mà tiếp tục cho xe vượt qua chốt. Đối tượng ngồi sau là Trần Anh Quân đã dùng tay trái quàng vào vai đồng chí Ngô Hải Phú, cán bộ công an phường Khương Trung, làm đồng chí Phú và Trần Anh Quân bị ngã ra đường. Hậu quả, đồng chí Phú bị gãy xương quai xanh. Khoảng 18 giờ cùng ngày, đối tượng điều khiển xe máy là Đặng Bình Minh đã tới cơ quan công an đầu thú. Trước đó, lúc 16 giờ ngày 18 tháng 10, NHD sinh năm 2006 ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, điều khiển xe mô tô chở DTT sinh năm 2003 cùng trú tại Láng Thượng. Khi đến chốt kiểm soát dịch ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh đã điều khiển xe vượt chốt. Xe của D và T đã đâm vào ông Nguyễn Danh Phương, cán bộ tự quản phường Láng Thượng đang làm nhiệm vụ trực chốt, làm cả ba người cùng ngã ra đường. Hậu quả, ông Phương bị xây sát mặt, gãy xương bả vai, T bị xây sát người. Tại cơ quan công an, Đê khai nhận do không có lý do chính đáng khi ra đường, sợ bị phạt nên đã tăng ga bỏ chạy qua chốt. Vụ việc đang được công an quận Đống Đa lập hồ sơ xử lý.
các chiến sĩ công an đã đi đến từng xóm trọ, khu phong tỏa, hỗ trợ nhu yếu phẩm, gạo, mắm muối, rau củ cho những người bệnh tật, người dân gặp khó khăn do COVID-19, trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều ngày qua trên địa bàn phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bất kể mưa to hay nắng gắt, hơn 10 chiến sĩ thuộc chi đoàn công an phường vẫn tổ chức những chuyến xe yêu thương, trao tặng nhu yếu phẩm như gạo, rau củ quả, trứng, đường, trái cây cho người lao động mất việc làm tại các khu nhà trọ. Đa số người dân ở đây là những người bệnh tật, những mảnh đời bị kẹt lại do COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các phần quà được vận động từ các nhà hảo tâm. Nhận được những phần quà, nhiều người vui mừng đến rơi nước mắt. Ông Nguyễn Đặng Sáu, 65 tuổi, ngụ phường Tam Bình, bị bệnh nặng nằm một chỗ hơn năm nay. Nguồn thu nhập chính từ vợ ông ai thuê gì làm nấy. Tuy nhiên dịch ập đến, bà thất nghiệp vì không ai thuê hơn một tháng nay. Hai vợ chồng ở nhà hết gạo, thức ăn nhưng không có người thân, không biết nương tựa vào ai. May mắn công an phường Tam Bình hỗ trợ nhu yếu phẩm kịp thời để vợ chồng ông Sáu vượt qua khó khăn. Mừng lắm con ơi, nhà giờ hết gạo, hết tiền, không biết xoay sở làm sao. May có mấy chú công an phường Tam Bình quan tâm, hỗ trợ đồ ăn, hai vợ chồng tôi biết ơn lắm. Vợ ông Sáu mừng rỡ khi nhận được phần quà. Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, hiện nay phường Linh Trung cũng vận động các chủ nhà trọ đồng ý giảm giá cho người thuê trọ từ 30% cho đến 50%. Thông tin này đã khép lại bản tin an ninh trật tự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quỳnh Anh rất vui nếu như nhận được những bình luận thể hiện quan điểm của bạn về những vấn đề nóng mà chúng tôi vừa nêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp.